Chào mừng các bạn quay lại kênh của Hà. Trong căn phòng ám muội mờ ảo, người đàn ông sáp lại gần cô gái. Anh ta không thể làm chủ được mình dù đã mạnh mồm hứa chắc cái nịt là sẽ không đụng vào cô bé. Chết thật, lại muốn hôn rồi. Cô gái cuống cuồng chống trả rồi vội vã ra về vì lo sợ anh trai đẹp này sẽ làm liều, ăn nhiều. Thế nhưng khi ra đến cửa thì cô nàng đổi ý, bèn quay lại nhảy ngay vào vòng tay của người đàn ông trước mặt. Từ sau đêm định mệnh đó, Amber lần đầu tiên rung rinh trước một cô gái. Amber chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai đó. Anh là người tôn sùng sự cô đơn, ghét cuộc sống vướng bận. Từ vùng quê nghèo đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để lập nghiệp, Amber làm việc với tư cách là một đầu bếp tài năng trong một nhà hàng nổi tiếng. Sau giờ làm việc, anh đầu bếp biến hình thành dân chơi thứ thiệt. Anh sẽ kích vào chỗ thích với nhiều chị em phụ nữ khác nhau nhưng chưa bao giờ mảy may quan tâm đến họ. Thậm chí, anh còn không kịp biết tên của đối tác thì đã kéo quần bỏ đi mất dạng. Amber sống nội tâm, sợ đám đông và thích nhạc xưa. Sở thích của anh là thu thập các đĩa hát cũ. Một ngày nọ, khi tìm thấy một đĩa nhạc hay trong một góc bán đồ cũ, anh đã phấn khích đến độ cười không ngậm được mồm. Điều này thu hút sự chú ý của một cô gái xinh đẹp. Nàng tên là Ada. Liếc nhìn cô gái, Amber như bị hút mất hồn. Theo chân cô gái ra khỏi cửa hàng sách cũ. Để xua đi nỗi xấu hổ của mình, anh chàng đã giới thiệu đĩa hát mà mình mua được với cô gái. Đây là một siêu phẩm được phát hành vào năm 1984 với tổng số hơn 2.000 bản. Chỉ có 200 bản còn sót lại trên thị trường hiện nay. Đây là một báu vật hiếm có, khó tìm. Thế nhưng, cô gái chả mảy may quan tâm đến món cổ vật mà anh yêu thích. Nàng còn mạnh miệng chê bai trình độ ngoại ngữ của anh chàng. Điều này khiến Amber thoạt đầu thất vọng và tức giận, nhưng về sau, anh lại không thể rời mắt khỏi cô nàng mới gặp. Anh đã bám theo cô suốt dọc đường. Sau cùng, cơ hội đã đến, Amber đã giúp cô gái mua được cuốn sách mà cô ấy muốn ở một cửa hàng. Anh ấy đã tặng nó cho cô gái như một món quà. Rồi đường ai nấy đi. Thật là lãng xẹt. Một lần tình cờ, Amber bắt gặp Ada đang làm chủ tại một cửa hàng quần áo trẻ em. Lần này, anh quyết không để vụt mất cô gái. Anh giả vờ mình là một người đàn ông đã ly hôn đang nuôi dưỡng con trai. Khi biết anh ta là một con gà trống biết nuôi con, cô gái xúc động rồi. Cô vui vẻ nhiệt tình tư vấn cho anh mua quần áo cho con. Cô còn đề nghị anh đưa con trai đến cửa hàng để cô tư vấn kỹ hơn. Amber để lại cho cô gái số điện thoại liên lạc của anh ấy. Tối hôm đó, đối tác nướng khoai dạo lại đến nhà, nhưng Amber gọi taxi tiễn cô ấy ra về, trong tiếng gào thét tức giận của người phụ nữ đang nóng máy. Ngày hôm sau, thanh niên đẹp trai quay lại cửa hàng tặng Ada một chiếc bánh cà rốt. Thế nhưng, Ada lúc này đã tinh ý nhận ra Amber đã nói dối mình về việc anh là ông bố đơn thân. Hai bên tranh cãi dữ dội. Khi cô nghe thấy anh ta chế nhạo mình, Ada đã trả đũa bằng cách đổ cà phê lên người anh ta. Chàng trai tức giận đứng dậy ra về. Cô nàng với lấy chiếc bánh cho ngay vào miệng để giảm bớt buồn bực. Bánh ngon thật. Đêm đó, Ada ân hận về cách mình đối xử với Amber. Cô gọi điện xin lỗi anh và cảm ơn về chiếc bánh anh tặng nàng. Chàng trai nói rằng anh đã tự mình làm chiếc bánh cho cô. Cô gái ngạc nhiên và từ chối tin điều anh nói. Sau khi tán tỉnh Ada, Amber lái xe đi hẹn hò với một phụ nữ xinh đẹp khác. Ngày hôm sau, Amber lại đến chỗ Ada, gạ gẫm cô đến nhà mình học làm bánh cà rốt. Cô gái dại dột đồng ý, nàng còn mua tặng cho tay chơi khét lẹt một đĩa nhạc cũ cho đúng với sở thích của chàng. Bọn họ ban đầu học nấu ăn, ngọt ngào như một đôi tình nhân. Ăn uống xong xuôi thì Amber lại dục dịch dở chiêu bài cũ mà anh thường làm cùng các cô gái khác. Âm nhạc nhẹ nhàng tăng thêm sự lãng mạn cho căn phòng. Trong căn phòng ám muội mờ ảo, người đàn ông sáp lại gần cô gái. Anh ta không thể làm chủ được mình dù đã mạnh mồm hứa chắc cái nịt là sẽ không đụng vào cô bé. Chết thật, lại muốn hôn rồi. Cô gái cuống cuồng chống trả rồi vội vã ra về vì lo sợ anh trai đẹp này sẽ làm liều, ăn nhiều. Thế nhưng khi ra đến cửa thì cô nàng đổi ý, bèn quay lại nhảy ngay vào vòng tay của người đàn ông trước mặt. Đêm đó, Amber trằn trọc mãi không ngủ được vì chưa quen với việc có ai đó ngủ bên cạnh mình. Anh vật vã ngồi trên ghế sofa cả đêm đến sáng. Điều này khiến cô gái tức giận và cho rằng sau khi có được nàng thì Amber không còn tôn trọng cô nữa. Ada tâm sự chuyện này với cô bạn gái than thiết, rồi chợt nhận ra mình đã yêu Amber từ lúc nào. Chuyên gia đóng gạch Amber lúc này cũng cảm thấy trong người anh có điều gì đó rất kỳ lạ. Anh suy nghĩ vu vơ về hai quả bơ và đã tự cứa vào tay mình khi đang làm việc. Anh chàng hết chịu nổi rồi, anh lại lao đến chỗ cô gái mới quen để tìm cách hàn gắn tình cảm. Anh đưa cô đến một phòng nhạc nhỏ để nghe nhạc. Sau giây phút ngọt ngào, lãng mạn, anh đưa Ada về nhà và ngỏ ý muốn đến thăm căn hộ của cô. Anh hứa chỉ uống một ly cà phê rồi sẽ ra về ngay. Đàn ông là những kẻ dối lừa. Sau khi lên nhà, anh ta không chỉ uống cà phê mà còn rủ cô gái cà cà rồi phê phê cùng anh. Sáng hôm sau, Ada thức dậy không thấy bóng dáng của người yêu đâu. Đang thất vọng vì bị bỏ rơi lần nữa thì Amber xuất hiện ở cửa với một khay đồ ăn. Anh chàng đã tranh thủ lúc cô ngủ để chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Sau đó, anh còn dẫn cô đến giới thiệu cho các đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên anh làm điều đó. Các nhân viên rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Amber đưa một cô gái đi chơi. Cuối cùng thì cây gỗ lim nghìn năm đã nở hoa.
bọn họ trở thành một cặp đẹp đôi và hò hẹn bình thường như những cặp tình nhân khác. Họ cùng xem phim, đi công viên giải trí, cùng nhau đi mua sắm. Sau thời gian say men tình, Amber lại mất ngủ. Anh chàng nhớ cuộc sống độc thân của mình. Anh lại hẹn gặp đối tác nướng khoai dạo. Nhưng khi đến chỗ hẹn, khi cuộc vui chưa kịp bắt đầu, anh lại vội vã bỏ ra về. Anh trở về nằm ngủ như một chú mèo ngoan bên cạnh Ada. Lúc cô gái thắc mắc về khoảng thời gian anh đi vắng, Amber nói dối rằng anh đi vệ sinh. Một vài ngày sau, mẹ của Amber lên thành phố dự đám cưới của người quen. Bà rất vui khi nhìn thấy con trai dẫn bạn gái đến gặp bà. Amber không thích gần gũi với bất kỳ ai, kể cả mẹ của anh ấy. Anh thường phàn nàn, hậm hực và tranh luận gay gắt với mẹ mình. Chính Ada đã trở thành cầu nối giúp hai mẹ con Amber tiến lại gần nhau hơn. Mẹ muốn anh con trai đi dự đám cưới cùng mình nhưng anh lắc đầu từ chối. Thậm chí anh còn chê bai chiếc váy bà tự chuẩn bị quá quê mùa. Anh ấy yêu cầu mẹ mua một cái váy mới hợp thời trang hơn. Bất lực với thằng con trai bất trị và cứng đầu, mẹ Amber ngày càng thân thiết với Ada. Cô đã chiếm trọn cảm tình của bà. Trước khi quay về nhà, mẹ chúc phúc cho Amber và khẳng định với con trai rằng Ada chính là món quà quý giá nhất của Thượng Đế dành cho con. Đừng bao giờ ngu ngốc rời xa cô ấy. Thế nhưng cậu con trai này luôn muốn làm trái ý mẹ. Sau một nụ hôn ngọt ngào, Amber quyết định quay về kiếp độc thân vui tính. Anh nói lời chia tay cùng cô bạn gái xinh đẹp với lý do anh không xứng với cô. Nói bệnh, đã thân mật cùng nhau rồi bây giờ lại bảo không xứng là thế nào? Rõ ràng là hai người vừa hôn một phút trước. Giây tiếp theo anh ấy đề nghị chia tay. Cô gái vội vã chạy khỏi nhà chàng trai trong nước mắt và bị té ngã cầu thang. Amber chạy theo cô gái chỉ để nói những câu vớ vẩn, đại loại là anh yêu em rất nhiều, nhưng anh không xứng với em. Dù em có đau đớn thế nào thì sau này em sẽ cảm ơn tôi khi em gặp đúng người. Không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa, Ada khẳng định anh đã làm nhiều điều sai trái và anh sẽ phải hối hận về điều đó. Hà nghĩ là anh chàng này rất hư, đã nghĩ là mình không xứng với người ta nhưng vẫn cố chinh phục rồi sau đó bỏ rơi cô nàng. Thật là phi lý, anh ấy không muốn và cũng không quen với việc ai đó xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy. Amber cho rằng anh sinh ra vốn là như vậy, chỉ thích một mình gặm nhắm cô đơn. Nhiều năm sau, Amber lúc này như người chết biết đi, bao bọc quanh anh là sự cô đơn lạnh giá. Nhìn thấy bạn bè của mình lập gia đình và sinh con, anh ấy vẫn đơn cô một mình. Bất cứ khi nào anh thấy ai đó giống Ada, anh lại vô thức ngắm nhìn. Một ngày kia, Amber đưa con trai của bạn mình đi xem phim. Tại đó, anh gặp lại Ada. Thì ra, cô gái đang định cư ở Anh, đã kết hôn và có một cô con gái xinh xắn. Amber nói rằng cuộc sống của anh sau khi chia tay rất tốt. Nhưng thực tế thì anh ấy chỉ còn lại băng giá sau khi Ada rời đi. Anh ấy luôn nhớ đến Ada ngay cả sau khi họ chia tay. Khi vô tình làm vỡ một chiếc cốc, anh tìm thấy chiếc kẹp tóc mà nàng để lại. Điều này khiến Amber hiểu rằng anh đã mất cô mãi mãi. Amber luôn để những nỗi sợ lấn áp mình, nào là sợ đám đông, sợ trách nhiệm, sợ sự ràng buộc, sợ làm chồng, làm cha. Nếu anh ta sẵn sàng thay đổi, thì cuộc đời anh có thể đã khác. Anh ta sẽ ra khỏi chỗ ẩn nấp an toàn của mình và sống hạnh phúc với Ada. Kết phim, cả hai chào tạm biệt. Ada bất ngờ quay lại ôm Amber lần cuối. Mọi chuyện đã quá muộn để quay trở lại. Sau cái ôm bộc phát ngắn ngủi là sự chia xa mãi mãi của hai người yêu nhau, có duyên nhưng không phận. Anh đẹp trai à, nếu cứ thích đủ thứ mà lại sợ đủ thứ như anh thì kết cục chỉ có nằm không một mình thôi anh ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tóm tắt phim sau. Nếu các bạn thấy phim hay hãy đăng ký để tiếp tục xem những phim như vậy nữa nhé. Cảm ơn các bạn.